đưa cho con đưa cho ông ngoại. Ờ à, vậy hả? À. Đưa cho ông ngoại nè. Thôi anh Nguyên giữ lại chút xíu cho con. Bên này đó nè. Đấy. Cái đây. Không mẹ Nguyễn. Không vậy. Đây. Chụp bằng quà cho khách nhà. Chưa. Làm lại đi. Chưa chưa chưa. 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 Quay vô ngồi uống nước đi. Đây. Đó, rồi. Rồi, cảm ơn. À, xin được chào cả nhà. Hôm nay thì Gia Luật đang có mặt tại gia đình của chị Kim Loan để làm chương trình sinh nhật mừng ông xã của chị 59 tuổi. Ngày hôm nay rất là vui, sau 2 năm hai chị em mới được gặp nhau. Chị vẫn tươi, vẫn trẻ, vẫn rất là tuyệt vời luôn quý vị. À, hy vọng là buổi tối ngày hôm nay thì buổi tiệc sinh nhật rất ấm áp này sẽ tràn đầy ý nghĩa. Em cũng xin chúc chị cũng như là công ty Kim Loan, công ty về bất động sản vàng bạc đá quý sẽ luôn luôn thành công. Bởi vì chị Kim Loan cũng là một trong những trái tim Bồ Tát luôn luôn ủng hộ cho những mảnh đời thiện nguyện. Và chiều nay Luật rất là xúc động khi biết được rằng là trong buổi sinh nhật này thì không chỉ là sinh nhật của anh mà còn là đoàn tụ gia đình bên khó khăn và nhận một người con nuôi. Và đây là người con thứ 38 của gia đình. Ba mất từ năm lớp 9, mẹ từ mất năm rồi. Và hiện nay thì cô bé này đã được anh chị nhận về nuôi, xem như là một người con trong gia đình luôn. Dì Bảo, 6 tuổi, cũng có sinh nhật trong tháng 4 và là cháu ngoại của anh chị. Cho nên là coi như là tam hỷ luôn đó quý vị, ba niềm vui, niềm vui của cá nhân đã chia sẻ với cộng đồng. Và từ đó thì chắc chắn là tối ngày hôm nay chúng ta sẽ rất là xúc động. Những em với con nuôi là con đỡ đầu dạ. Nó còn mấy đứa em với chồng nó băng một thầy quan cảnh của nó khó khăn. Dạ. Ê, lấy cái chữ này này. Đúng rồi. Xin phép em chọn cái cây cho cái đi. Vô, xin mời. Dạ, rồi. Vậy mới giữ. Ngồi đi, chút là mình hôm nay là đi sinh nhật của nhà của chị Kim Loan. Nhưng mà sẽ là sinh nhật của ba Minh Thành. Dạ. Ba Minh Thành, yeah. Long Thanh Dương với lại Vĩ, Lương Vĩ, cùng với nghệ sĩ Thúy Phương, chúc gì
Lâm Thanh Nhi, dì cháu. Chút xíu nữa sẽ có nghệ sĩ cũng nhiều. Bên kia thì cũng có Nhật Nguyên này nọ rồi đến chung vui. Mình chỉ có lời chúc nào đến một lần nữa thì xin được chúc cho Ba Minh Thành lúc nào cũng có dồi dào sức khỏe. Sự mà may mắn nhất sẽ đến với là Ba Minh Thành nha. Và có thật là nhiều sức khỏe cũng như là luôn luôn hạnh phúc bên mẹ Kim Loan và gia đình. Dạ. Dạ cho ông đi. Ổn định chỗ ngồi, xin chân thành cảm ơn. Ở đây chương trình khai tiệc mừng sinh nhật lần thứ 59 của anh Minh Thành xin phép được bắt đầu. Được cơ quan chào đón tất cả quý vị đã có mặt tại tư gia của chị Kim Loan để cùng mừng sinh nhật lần thứ 59 của anh Minh Thành. Lời nói đầu tiên cho phép chúng tôi xin được thay mặt cho đại gia đình Kim Loan kính gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta đi qua những buồn vui của cuộc sống, nhưng có lẽ ngày mà chúng ta nhớ mãi đó chính là mình được cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay yêu thương của ông bà cha mẹ. Và khi lớn lên, mình lại là một con người vừa bắt đầu tự điều khiển một chuyến tàu tốc hành đi qua những buồn vui của cuộc sống, đi tìm sự nghiệp và hạnh phúc. Và cũng từ đó chúng ta lại có một mái ấm, một gia đình riêng. Và ngày hôm nay đánh dấu một bước ngoặt mới trong 59 tuổi, anh Minh Thành đã được các con của mình tổ chức một bữa tiệc sinh nhật như tri ân và mừng tuổi người cha. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời anh Minh Thành và đặc biệt là cháu ngoại của anh bé Duy Bảo cũng có sinh nhật trong tháng 4 ngày hôm nay trên sân khấu hiện diện cùng với ông ngoại, và xin được một tràng vỗ tay cùng mời đại gia đình Kim Loan. Xin được mời chị Kim Loan cũng tiến về sân khấu và những người con của anh chị. Anh có thể nói trong cuộc sống anh là một người cha rất là hiền lành, yêu thương và nuông chiều con hết mực. Và những người con ngày hôm nay lớn lên, mỗi người cũng đã có một mái ấm gia đình riêng. Và các người con ngày hôm nay cũng đã tề tụ về đây để mừng sinh nhật cho cha. Em xin được mời chị Kim Loan và 5 người con cùng với đại gia đình của mình tiến về sân khấu. Kính thưa quý vị, sinh nhật là để đánh dấu ngày mình ra đời. Sinh nhật cũng là để thấy được một quá trình mà chúng ta đã thành công trên con đường tìm kiếm sự nghiệp và hạnh phúc. Nhưng sinh nhật càng cao đẹp hơn khi chúng ta biết chia sẻ tình cảm của mình với cộng đồng, với xã hội. Và ngày hôm nay rất là xúc động khi biết được rằng trong buổi tiệc sinh nhật này thì anh chị cũng đã nhận đỡ đầu cho một người con gái, đó chính là chị Trâm. Và đây cũng là người con nuôi thứ 38 của đại gia đình Kim Loan. Một tràng vỗ tay xin được chúc mừng một tuổi mới cho anh Minh Thành, bé Duy Bảo. Xin kính chúc anh một tuổi mới thật nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Và giờ đây thì xin được mời gia đình, những người con của anh chị. Xin được mời gia đình Nghiêm Huấn, gia đình Thảo Ngân, gia đình Kiều Mỹ, mẹ con Kiều Phương và gia đình Thành Đạt là những người con của anh chị. Xin được mời các cháu tiến về sân khấu. Những khoảnh khắc này trong cuộc đời của mỗi con người rất hiếm và vô cùng quý. Như Lục cũng đã biết là anh chị sắp tới đây cũng sẽ có một bước ngoặt thật đẹp, một con số tròn 30 năm trong cuộc hôn nhân của mình chắc chắn không dễ dàng. Nó sẽ có những thăng trầm buồn vui, có khi là những giọt nước mắt và cảm xúc. Nhưng nhìn lại ngày hôm nay thì chắc chắn rằng anh sẽ là người
vô cùng xúc động. Chúng ta hãy cùng nghe những lời chia sẻ của anh Minh Thành ngày hôm nay khi các con đã đứng ra tổ chức một buổi sinh nhật ấm cúng cho mình. Em xin được mời anh. Alo. Trước hết, xin kính chào quý vị và cảm ơn mọi người đến đây chung vui với gia đình chúng tôi. Nhân đây, ba cảm ơn các con đã tổ chức và lễ cho ba, cầu chúc cho gia đình mình mãi mãi yêu thương, hạnh phúc và thành công. Cảm ơn các quý vị buổi tiệc ngon miệng, vui vẻ và hài lòng. Khi ra về, ai cũng sẽ được một phần quà. Xin cảm ơn và chúc quý vị. Và bây giờ thì xin được mời đại diện của năm gia đình, các người con cũng sẽ có quà để mừng tuổi cho cha mình ngày hôm nay. Xin được mời gia đình. Trong bánh kem của gia đình Nghiêm Huấn có bao lì xì, có quà. Dạ, có tiền để trong bánh kem nữa. Tuyệt vời. Món quà tinh thần nhưng mà lại rất là dễ thương, phải không quý vị? Và các cháu nói là một chút nữa thì sẽ gửi quà cho ba tại bàn, đang còn e dè và ngại ngùng quá. Cho nên là một lần nữa một tràng vỗ tay chúc mừng anh Minh Thành một tuổi mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Và anh Minh Thành cũng sẽ cho con mình quà để tạo cái lộc cho các cháu thật may mắn trong cuộc sống. Và cha sẽ cho con mình mỗi người 40 triệu. Xin được mời cháu Duy Bảo trở lại sân khấu để cắt chiếc bánh kem cũng như có những lời cầu nguyện cho một tuổi mới của mình. Anh ơi, anh đang cầu nguyện gì cho tuổi mới của mình vậy anh Thành? Mời nhỏ con thứ 38 đâu với Trương thứ 37. Nghệ sĩ Hoàng Trương về nhà hát xin được mời Trâm ạ. Anh ơi. Alo. Dạ em xin ước nguyện cho gia đình em nay mai về sau là làm ăn tấn tài tấn lộc tấn bình an, rất vui vẻ và đầy hạnh phúc. Cảm ơn. Dạ, anh rất là kiệm lời. Anh xin được mời anh sẽ cùng thực hiện nghi thức cắt chiếc bánh kem để mừng tuổi mới của mình. Và đây cũng là bé Trâm, người con đỡ đầu, là người con nuôi thứ 38 của gia đình Kim Loan. Và đã mang họ Phạm của gia đình chị Kim Loan. Và em có tên là Phạm Thị Ngọc Trâm. Cha mất từ lúc em học lớp 9 và mẹ mất năm rồi. Và gia đình cũng đang khó khăn, chồng bị bệnh cho nên là chị Kim Loan đã nhận để đỡ đầu cho gia đình của em. Và một lần nữa xin được một tràng vỗ tay chúc mừng cho đại gia đình Kim Loan, chúc mừng cho anh Minh Thành. Xin được mời Vĩ, xin được mời Nhật Nguyên cũng lên chụp hình. Đây cũng là những người con nuôi của gia đình chị Kim Loan.
Nhật Nguyên chuông vàng vọng cổ truyền hình, và Lương Vĩ, con của cố nghệ sĩ ưu tú Siêu Hùng. Con thật đẹp trong sự nghiệp và biểu diễn của mình trên sân khấu. Và đây cũng là những người con nuôi trong đại gia đình của chị Kim Loan. Vĩ Nhật Nguyên là số 35, là con nuôi thứ 35. Vĩ là 36, Hoàng Chương là 37, Trâm là 38. Dạ. Dạ, ngày hôm nay là sinh nhật của cha. Con xin chúc cho cha có nhiều sức khỏe và mãi mãi sống hạnh phúc bên gia đình của mình, do mẹ và tất cả các anh chị, các em nữa. Chúc cha sức khỏe và vạn sự như ý. Dạ, hôm nay là sinh nhật của ba Minh Thành. Con không biết chút gì hơn là xin chúc ba thật là nhiều sức khỏe, cũng như là luôn luôn hạnh phúc bên mẹ Kim Loan và gia đình. Vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Dạ. Anh chị với mọi người đều chúc cha hết rồi, con biết chúc gì hết, chỉ mong là cái gì của cha luôn mong muốn thì đều được thành sự thật, với lại cha luôn mạnh khỏe. Cha luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bên mẹ nha. Rồi, cảm ơn. Xin được một lần nữa chúng tôi xin mời tất cả quý vị trong giờ phút này hãy cùng nâng ly thật cao và hòa trong nhịp điểm thay những lời chúc tốt lành và một tiếng hô vang thật to để chúc mừng cho anh Minh Thành sức khỏe, hạnh phúc, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn và thuận duyên trong cuộc sống. 1, 2, 3. Đã có mặt tại đây để chúc mừng cho sinh nhật của anh Minh Thành, cũng như chúc mừng cho những người con mà anh đã nhận trong ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn, chúc tất cả quý khách một bữa tiệc ngon miệng và hài lòng. Và đây thì xin mời gia đình mình về bàn quý khách. Xin chào giờ đó mà anh Minh Thành xuống sân khấu cho tôi mượn một người này đặc biệt nè. Xin mời nguyên chủ tịch phường 5 quận 5 lên nhận món quà trước khi đã rời phường 5 đến phòng môi trường của quận. Đó, bây giờ xin chị Dung lên nha. Trở lại chụp hình nè. Và bây giờ thì chị Lo xin tặng chương trình món quà đây, lời chúc tốt đẹp ở một cương vị mới, luôn luôn cống hiến cho xã hội một điều giá trị nhất. Và một tràng vỗ tay để dành tặng cho chị Dung Lan, cũng như là dành tặng cho một người chiếc giỏ tuyệt vời màu hồng, quá đẹp. Từ đó thấy chị Kiều Lo rất là tình cảm, chu đáo và vô cùng tinh tế. Màu hồng tươi thắm lắm, muốn cho về phòng tài nguyên của quận 5